Hi, chào các bạn nha. Hôm nay Tân cùng mấy anh em có dịp giao lưu. Thì anh Quang ở Sài Gòn về giao lưu câu cái mấy anh em. Hôm nay mấy anh em sẽ đi câu cá rô. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ. Anh Quang thì anh khoái câu cá rô, cũng yêu thích mấy anh em về chơi Sài Gòn, cũng lặn lội xa về chơi với mấy anh em. Đó, rất quý. Chút xíu anh Phong nè, Lenin nè, với Củ Tỏi đồ, mấy anh em sẽ đi câu cá cho cả nhà mình xem. Câu cá về chắc mình chiên xù hay nướng gì đó dứt nữa. Cái gì cũng có cái hậu sau ăn nhậu. Hy vọng cái nhà mình xem clip vui vẻ nha. Giờ mấy anh em chuẩn bị hội ngộ rồi mới quay tiếp thì nhà mình xem nha. Bự không? Bự không? Bự không? Nó đâu? Cái bà em dính cần cá lóc. 1 kg các bạn ơi. 1 kg các bạn ơi, nhìn trong mà máy thấy nó nhỏ vậy đó nghe các bạn, nhưng mà ở ngoài nó cũng nhỏ xíu. Mấy cần? Có cần 1. Cắm cần dính luôn. Trời ơi, trời, cá này. Cá này tới số. Bữa hả mấy con cắm 40 cần dính con nào luôn? 44 cần. Chán. Hôm dế bị thật lạc nó ăn. Đây anh Phong đúng rồi các bạn ơi, tôm ngộ không? Ôi, giờ lại chờ gia đình coi nước năm TV nha. Đây anh Phong nè, anh Quang. Anh Quang ở Sài Gòn, ảnh cũng khoái câu cá về à, chơi giao lưu mấy anh em. Này chung... chiến bữa nữa ha. Hy vọng hôm nay mấy anh em câu cá vui nha cả nhà, giải trí. Ủa, tôi cho ông còn 2 cây bánh kìa. 2 cây hoành tráng luôn. Này bánh vững chắc khỏi đi về luôn quá. Đây mấy anh em cũng câu tiếp cái mồi chứng kiến các bạn ơi. Mồi chứng kiến nè. Câu cá rô dính cái chết. Đây cá ủa dế nè. Ủa nãy giờ tấm cần cho anh Quang. Chưa. Trời ơi. Quên hết trơn. Đây, dế màng phô lưu ký, dế 10.000 một đống. Đây là chứng kiến các bạn ơi. Hôm nay hy vọng sẽ có nhiều clip hay cho các bạn nhà mình xem nha. Đây bây giờ mấy anh em đang soạn cần để xíu tác chiến cả nhà. Ở đây em có gì nhiều ngoài cá rô. Cá rô thì dưới sông nhóc đó mà lấy lên biết làm sao thôi. Đây giờ mấy anh em xuất phát cả nhà. Lớn đường. Hai chỗ nhà nhé. Bây giờ mấy anh em đã đến điểm này các bạn ơi. Rồi chỗ có đổ giật banh cái đám lá này chứ đâu. Chỗ này lúc trước mấy em thả câu dính cá rô nhóc luôn đó. Cái kinh sườn này hả? Ừ. Ai cũng nói là thả cá đìa. Cá đìa. Bữa nay giật trên đây nè, giật mấy bên đây là giật banh banh cái vỏ lá. Ừ. Đâu? Ủa cà phê cho bác à? Cà phê ăn bồ trùng đó biết. Ờ, cá nổi không ăn. Cà phê mà nước trong nổi là nó không chưa ăn. Ủa, đây có cà phê. Lấy ná bắn đi ông Ninh. Kìa. Để cái đầu nó coi. Đem cái đầu nó để coi. Bắn không trúng là có khoan từ từ để tôi quay cái khoan từ từ nè. Rồi dứt đi. Trời hụt nội hụt trước cái đầu. Là nhỏ nhỏ mà thả bỏ chín cái xíu các bạn bỏ đi này cái điểm này cá không ăn các bạn ơi. Mấy anh em đổi câu ở đây. Ủa nãy giờ mấy anh em câu có thử mồi dế không? Ừ. Câu luôn vậy sao mồi con cá này dạng. Trời, cái sạch quá nó đầu lên ngớp kìa. Lẽ nó. Đứng là đứng vào đây. Tỉnh sợ con này là. Trời
Trời ơi, mới đi lại kia ở đây dính tắt lá với cái gô các bạn. Chán thiệt chứ. Vừa chạy ra tới cái gô lên đây đổ nên lậu cho sát nước các bạn. Sướng gì đâu luôn. Hai tay bấm 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 bấm. Cái cùi tỏi vô quậy sáng hết bến. Cái đâu trên thác lát nữa còn cái gô. Phải chậm chậm mới được anh ơi. Cái bự nữa nãy giờ nó ủng 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 cá bự bự luôn. Kìa bản cá nuôi kìa. Đâu được. Rồi, tìm hai luôn hả? Giật. Rồi đó, cô đổ. Giật dở lên coi đâu vậy. Giật tại đi. Giật cá gô cũng hay luôn. Mấy cá gô đang thui trời. Đấy cá gô nó nè, nó đang coi nè. Lôi phà đâu mục tiêu. Nè nè nè, có cá gô nè. Trời đang thui vậy. Rồi luôn. Đây con thứ ba các bạn ơi. Đây là sự mong đợi sau mấy trăm cây số xuống đây. Anh Quang. Anh Quang với anh Phong chưa ghi bàn nha. Đây, cái gô này nó ú. Thua củ tỏi hết trơn. Yếu tay. Để kỹ cơ. Việt Nam đụng với Thái. Thái đi. Việt Nam đụng với Thái rồi. Đi mau ơi. Ở dính cá bự rồi các bạn ơi. Ngập câu luôn hả? Nó đi bỏ là toàn ngập phao cá gô vậy. Ủa cá gô chà bá luôn ha. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời, không thường công kìa. Ôi tối kìa rồi. Wow, dở lên, dở lên cây. Dở kỹ. Quá trời con cá à. Wow, thằng khủng. Vô thằng khủng ơi. Cá gô mày. Trời ơi. Cá là mập nè. Nè. Cá này nè mới đúng cá nè. Ôi trời. Đưa đặt xe cho anh về. Ở đây nhục quá trời. Hay bứt cái nó bỏ đi. Đủ đại giá. Anh Quang chơi lại một vé thứ ơi. Chơi một vé chưa? Ủa tính như giảm kiếm cầu gắn mối. Câu cá. Nè cá nó mập. Cá này là cá khỏi cái giác nha các bạn ơi. Cá mập. Cá chúa rồi. Quá ngon rồi. Chán chết luôn rồi. Anh Quang điện xe cho anh Quang luôn quá. Khổ thiệt chứ. Ngâm lại đi, nó lôi nào lôi lôi đi. Làm cho tâm canh được cũng được. Nãy lội lội ngọc đọt cao mắt cái đọt luôn lôi tới nó bụi được bình chậm. Đi vòng vòng hồi về. Ủa cái phao đâu rồi? anh Quang lại mấy con cá chạy đi hết nữa nè. Đi bỏ nó mới ăn không mình nó đó nó mắc cỡ gì không nội. Nhát gì. Vừa đi ém bộ quay lại dính. Lưỡi câu này em mua đây. Lưỡi câu Quang mua. Đường đang ra phong thủy kìa. Đỡ phong thủy rồi. Đặt tên ngộ quá đi đừng quá đó, lõm rồi, lõm rồi, lõm rồi đó. Trời nhả rồi, lõm rồi đấy, chính rồi. Trời ơi. Trời ơi. Thấy nhầm thầy luôn rồi. Ra tới đầu kinh. Anh Phong nãy giờ chầm trong kia chừng có dính á. Em thấy như cá vô đó nhiều á. Không có, từ từ. Cá bự nó thường nó ăn lâu lắm. Trời 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 trời. Thấy không? Đột một cái rung rung kinh lục bình bên này luôn. Cái này mình này cũng tét mép phải chăng à. Ừ, tay kèm thêm cục đá nữa. Thánh thả mồi thì chứ. Thả mồi như thả bơm nha các bạn. Thả mồi ngay cái binh. Cái dưới đây là này, quân như từ thiện này. Tới cô quét. Chạy đi luôn nó cũng dám ăn luôn. Con em thấy mình ăn no sẽ ăn con cấu. Còn biết nữa. Anh nên xả cám no luôn. Nè,
Trời ơi, đi một cái là xong rồi. Cá cờ má mà không giật cái cá bài bỏ độc lá vậy. Trời. Xém, xém nữa đi cái là mắc cá bự rồi. Rồi cuối cùng cũng ghi bàn. Mấy trăm cây số. Bây giờ nó được ghi bàn. Cá ngon đó, bự á. Cá ngon rồi. Rồi bây giờ đợi Tài Thiên đợi anh Tôn ngồi không ghi bàn. Nãy giờ Tôn thành giả rồi. Rồi sao giờ đổi bến không? đổi không? Giờ đổi không? Nãy giờ canh nhỏ quá trời luôn. Trời. Không dính cá là tét cái mép nữa rồi. Cái gì vậy? Chuột là bịp vậy. Phải chừng cái quầy dưới nước nó rụng vậy. Cái này mà phải được cái con sâu ha. Sâu bọc có nhít là nó quất à. Cái gô phải sâu nhít ha. Ừ. Ở đó câu có gô mùng sâu bọc không đó. Còn con Khải giật hoài luôn là không có ấy luôn á, không tốn mồi luôn á. Vậy xảy à? Vậy má cá giờ bá nữa luôn, cá gồ rồi coi sao đó dở lên không nổi luôn, nó làm nó sộn cái gì luôn, không thấy luôn. Cái thật lá sức mát gì giật vừa thôi. Thật lá ông giật nó dễ sức mát lắm á, mãi chưa lên bờ, chưa lên tới mặt nước nữa là mới sộn mất tiêu. Câu cá như câu trâu, câu bò vậy, giật. Anh Quang xuống mò luôn nè. Ý nữa hả? Đâu? Rồi. Đổi dính rồi. Cô bự các bạn ơi. Lên chừng nó dướng đồ chết luôn rồi của tỏi. Trời. Ê. Ê. Rồi thôi mày luôn, bằng con nãy luôn rồi. Mày nữa rồi. Cái này hàng khủng không, bữa nay cá bự. Nữa. Cây này chắc có nhớt nhiều rồi bởi vậy nó ấy. Tới rồi. Tới giờ ăn rồi đó. Ngon à. Thả đi anh em ơi, thấy cũng ấy quá, bự quá cũng thấy ghê quá. Bự quá. Trà quá luôn trời. Nữa hả? Trời đóng luôn trời. Đóng kiểu đó chắc cũng dính cái cũng tét cái mép như thế này đó. Trời mới có mấy con mà thùng rồi nè các bạn. Mới có mấy con cả này nè. Nghe ha, coi trong máy coi đã không. Để tới cá luôn trời, nó ngon nè. Nữa hả? Trời ra 46 rồi là gãy cám vậy. Bum bum nha. Ăn nữa đó hiếp. Nãy chưa quay được cảnh nào đẹp đẹp cho anh em bây giờ câu lúm nha các bạn ơi. Anh em câu người cỡ cây số rồi đó, biết đường quay luôn. Thì anh em nào dính là mình quay người đó nha, bây giờ không quay phao luôn nữa. Mấy anh em nói chung là câu cá vui vẻ là chính các bạn ơi. Giải trí nha, nhà mình xem vui nha các nhà. Câu là cá không ăn. Tại con vợ tu chứ, tại ai chứ. Bữa nào nó không vô đi câu, xách câu đi câu lén về cái cá thùng nó cười chành chành. Nè con có biết cái cảnh. Bữa nay khỏi đi câu với ai vậy, lên đi câu giống bữa hổm nữa. Ừ đi. Ồ, em. Tình hình nữa hổm, về đè quýnh giờ nữa nè. Về cười chành chành. Bên đây giờ cá ục nhiều nhưng mà chưa có động tĩnh các bạn. Quá rồi cá bự ơi, ta lá rồi ơi, lá vậy ấy, đỡ anh Quang, anh xỉu kìa. bê trời rồi, đi mấy trăm cây số rồi đợi có nhiều. Nãy giờ rồi đổi chỗ cái là chết nữa, nãy giờ anh em mình tét đầu luôn rồi. Rồi trời dột luôn nè, sức mép luôn rồi. Lá con này có tầm 700 gram các bạn. Bơm cho bự lên đi, lần dính lần có. Trời ơi chết anh Tôm Ngộ Không luôn. Đón nhà biết về luôn. Nhìn giật thấy thèm nhưng mà chưa giật được cái nào.
Tôm nuôi không hả, không gửi toàn cá mà giỏ sách không. Ở đây. Chết. Nói rồi đi câu trước khi đi câu phải giữ thân giữ mình. Thôi đi biết đâu. Chết luôn, này tắm lộn nước rồi. Ai nó nói chứ cũng cũng có khả năng nha. Cả đi. Ờ hang Khải ngồi sao nó cười hoài luôn rồi, chết luôn rồi. Lên nhìn bài vô thế là thế lỗ liền trời. Dành lỗ luôn rồi. À, thầy thì chứ. Trần lên nên lụm luôn bây giờ. Gì vậy? Cá nó đúng ra đằng anh Tôm Ngộ Không nó đang nãy giờ. Ông nãy giờ lên tim đẳng mà nó chạy vô đây nó ăn mồi. Đó, gặp được rồi, trời ơi, đợi cái gì nữa. Ngộ Không ghi bàn các bạn. Ê! Bàn thắng được công nhận hay không? Nó bóng nó đang qua Sài Gòn bắt. Rồi nó xong luôn rồi, Ngộ Không ơi. Thấy bà luôn rồi. Rồi luôn rồi. Giật đại đi chứ biết sao giờ. Nhấp 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 mạnh nó ra, cưa. Thấy mạnh ra. Đó. Trời ơi, tưởng đâu hoàn thắng không được công nhận luôn chứ. Đợi hồi sáng bây giờ. Sáng giờ suốt được con cái một xém nữa rồi, xong luôn rồi. Con này bắt đầu khai trương rồi đó. Phải không? Phải con nãy không? Con này con nãy nè, con này con hơi nhỏ nè, con bự nó chốt mày. Làm lại sự nghiệp bà nghe. Dạ đó dạ hả? Dạ. Mừng quá điện cho vợ liền. Lâm được rồi em ơi. Gì? Vợ ơi, cha ơi, mẹ ơi, con làm được rồi. Thằng Khải nãy ông la chắc chín luôn con sao rồi. Ngồi đưa con mắt. Ngay chân cái cán thằng câu á. Để vô cái chắc xong luôn. Đây, bộ sưu tập hiện tại bây giờ là 2 thắt lát và 6 caro ú cho bá lửa. Con chim này hót cũng hay lắm không? Nó xíu à. Chim nó nuôi đã. Ai bự rồi. Ô quá ngon. Thông thông cái ơi. Quá bự rồi, nửa ký. Chà, như thời tới nha. Nhờ vợ điện. Ủa vừa khai quả rồi. Nhờ vợ điện. Cái cá mà móc vô. Cái gì? Ý, cá tới số. Cái gì? Móc ngoài móc vô. Cái gì? Ờ, cá móc ngoài móc vô nha các bạn. Ô đúng là tề thiên rồi. Câu cỡ này biết đâu. Con cá bị mớm nè ha. Bị mớm chứ không phải là nấy. Ha. Con cá bị mớm luôn nè. Mà câu này câu ngoài câu vô chứ gì nữa. Đó câu ngoài câu vô nè. Móc mép trên. Móc mép. À. Móc mép tại cái môi dưới môi hụt. Hụt phải. Ờ cái thằng đó móc mép nè. Thấy không? Cái cạnh này nè. Ừ. Ok. Chán người tới trời. Xàm thì chứ. Trời ơi. Còn nguyên cục mồi. Giật hơi nhẹ rồi đó. Biết sao không được, không sợ gãy chạm vàng. Cái quần đậu nó điểm siêu ba rồi, ông lo ông nhìn chim vậy đó. Ừ, câu cá mà lo nhìn chim. Câu cá gô mà lo nhìn chim, chết. Bữa nay không mà gió máy vậy các bạn ơi. Nóng nực cũng chết luôn, bữa nay muốn gắn câu kéo. Ai uống dừa thì uống dừa nghe, uống dừa thì xách dao nghe. Ờ, uống dừa nhớ cầm dép lên, chạy cho lẹ. Dừa về miền Tây thì dừa thì mến mong. Dừa của ông muốn nội đây lại các bạn. Cái dừa bự ha. Dừa chỉ cần là để đứng nó dưới là hái uống mà chết. Trời có mấy cây anh ngồi dưới gốc này nè, anh nằm dưới gốc này anh thọt cũng hút luôn. Nhẹ thôi dính rồi bự rồi. Ôi xách lát. Lấy lên, banh chứ cái bãi. Trời trời, ổng lo chim lo bọng gì không à. Câu cá gô ổng lo. Ủa gô bự nữa các bạn. Bữa nay câu con nào đáng con nấy nha cả nhà. Nó gửi anh chị, phải không hay. À, toàn cá gô thứ dữ không. Cái
Đây bậy à bậy. Vô cái cá rồi, con cá bậy đầu luôn các bạn ơi. Nó cá bự bự không trời. Giật quằn 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 tưởng nó lát không. Ba ăn tài, ba ăn tài. Toàn là cá kho tộ với canh chua. Rồi. Tới thời các bạn ơi, chín cá nhỏ rồi. Sớm giờ mới thấy chín cá nhỏ luôn nha. Chứ mà nãy nhờ mình thả cá nhỏ đầu tiên á mới là này xong luôn rồi. Giờ làm phước. Bữa hổm mấy em câu cá cả đó không đó, hai tay vậy đó. Chúng về ai nướng cá rô nướng, ai làm dịch làm. Ừ. Thế vừa xong đó là đồng trắng luôn. Bỡ này. Ừ. Thôi trái giá coi. Cá rô, cá rô tiễn không. Bắt bắt con bự ra để chiếc dép tao mới biết. Này kho bắt con bự này khác. Bắt con bự đó ra. Ừ. Để dép. Hả? Nè dép Khải nữa giờ. Đúng rồi, để dép Khải chứ, để dép chú. Ê. Ê, hiểm nghe. Cực lắm á. Bạn dép các bạn ơi. Dép Khải à. Bàn tay. Bữa hồi con nhìn như cái con nuôi ha. Cái con nhỏ xíu. Bốn con tay. Ừ. Cái gì chưa nói. Nó mà nó mập ha, cái trong đìa không mập bằng cái xong nè. Ừ. Hai chào cả nhà nha. Bây giờ mấy anh em sẽ rút quân. Cầu sáng giờ cũng đã đài buổi giao lưu. Bây giờ mấy anh em sẽ về để câu cá rô về ăn vịt xem các bạn ơi. Câu cá rô về ăn vịt xem. Cá nướng. Các bạn xem tiếp video nha, phần ẩm thực của mấy anh em nha. Đây, giờ hai anh em ghé em Sáu mua mặn các bạn ơi. Mặn này vẫn ăn phước nha. Cây sao hả? Cây sao, cây. Quá ngon. Nè. Mùa mới về nhậu. Đây, giờ mấy anh em thấy vậy. Ok. Xíu mấy anh em về sẽ nấu cháo vịt nha các bạn ơi. Cá nướng rồi tùm lum hết. Ở ngoài cốc nước luôn à. Wow. Cũng được mới nha các bạn ơi. Vô đây quá ngon rồi. Trời ơi, bộ mập. Cứ gì chịu nói. Hai chào cả nhà nha. Giờ mấy anh em sẽ gan gạo đồ nấu cháo vịt sim. Đó. Xíu mấy anh em sẽ cháo vịt sim và cá rô đồ mình nướng nha cả nhà. Đồ cả nhà mình xem thấy vui vẻ nha. Trời ơi trời, thấy cưng á. Trời ơi, đi điện hoài. Mất lấy cũng chết à. Dính luôn như vậy. Cái dao kìa. Dọc. Lẹ. Chưa từ từ. Chạy chứ biết.
Đây, thế là mâm cái nướng đã xong các bạn ơi, quá ngon. Lên vậy á. Đây, cái nồi cháo vịt xiêm quá đã các bạn ơi. Đó. Nước vàng khè luôn. Vịt xiêm là rất là ngon các bạn ơi. Vịt xiêm ăn thịt nó như thịt gà vậy đó, rất là bổ dưỡng. Đây, đây quay lại thì cái con vịt đã chín hết trơn các bạn ơi. Quá trời con vịt xiêm rồi, cái cánh hết biết. Con này nó có gầu ghìa các bạn ơi, vịt nè, quá trời luôn nè. Nấu hoài không hết lâu. Đây, nồi cháo xong hết trơn các bạn ơi, quá ngon. Cháo vịt xiêm còn gì bằng nữa. Đây, chị Ngọc đang sắt gần các bạn. Cháo và gừng vô là tới luôn nha. Mắm gừng hay gì cháu Ngọc? Ai? Thấy cái bầu câu á. Đây, thắt lát của xả chiên các bạn ơi. Nhìn hấp dẫn không? Đó, quá đã. Đó, đũa đó cũng được đây ha. Đâu có dính đâu, em thấy nó phồng phồng. Phồng nó cậu dính thì dễ dãy nhẹ nhẹ đó, nó không có ra, nó ra à. Giỏi nhẹ nhẹ đó, dưa vàng thấy không, dưa vàng nó còn dính. Tại đây hồi lấy thêm cái nữa, cái dưa vàng nó còn dính. Được rồi. Này cá mồi các bạn ơi. Này cá mồi hộp, cá mồi trắng. Cá mồi. Rồi xíu. Cá xuống lòn đó. Của tỏi ơi. Này năm nay năm mới rồi xài cá mồi hộp mới hả? Ừ. Này nó hấp lấy nước. Lấy nước rồi hả? Wow các bạn ơi, bữa nay một con vịt xiêm chà bá lửa, cá lóc, cá rô, đó, nướng tào lao xế luôn, nướng chui, nướng dĩ từ lưa hết. Trời vô đây kêu kêu mấy con không nữa. Vô, 1, 2, 3, dứt. Lắm. Lên với Ngọc ơi. Ăn cháo. Ừ. Có chờ tạm biệt không? À. Quá đỉnh ơi. Ê. Hả? Ủa cho anh ngồi kế bên kia nên anh kèm không có được chứ. À. Này chồng tạm biệt mới được chứ. Thì đó mà họ biết mà. Mới ngồi kế ông này mới được. Ngồi đi. Chưa chấm đúng. Rồi, có gô đồng sắp trăng thấy béo không? Quang. Béo quá. Béo quá. Rồi, thôi kết Quang kìa. Đấy đấy. Bây giờ mấy anh em sau những buổi mệt nhọc thì hôm nay là một cái buổi vô lưu câu cá. Thì mấy anh em cũng câu được một mớ cá. Mà không biết hai mấy con cá lóc này ở đâu nó nhảy vô. Ừ. Đó. Nó mới nằm trong đó luôn. Nãy như con tỏi mò bờ ruộng hay gì hết. Mò. Ừ. Lóc này bụng hơi bự. Ừ. Ăn mò nhiều quá. Chết luôn con vịt nữa các bạn. Đó. Nãy đi câu á. Đây mời cả nhà mình cùng thưởng thức những cái món ăn dân dã qua mà ảnh nhỏ nha cả nhà. Có dịp thì mấy anh em về chơi. 1, 2, 3, vô. Lâu lâu thì mấy anh em có dịp có mấy anh về giao lưu. Đường xa chèo ghe chống gậy về đây. Hôm nay thì cũng có anh Phong cũng qua giao lưu tiếp. Lần thứ hai anh Phong đi câu cá với anh Phong lần thứ hai cả nhà. Xém nữa. Xém nữa anh Phong banh sát bữa nay nữa rồi. Nhắm nó té té cái đầu nữa rồi. Đổi lưỡi nghe. Đây, đây tới món này nữa. Lát chiên xả. Cay thêm. Món này đặc sản nè. Thử ơi, thử ơi. Cái con này là con Nguyên Thủy nè. Ăn con kia kìa. Ăn kia kìa. Không mổ bụng. Không bụng nó nướng nướng mồi mà. Rồi hòa lông ở trong đó không thì sao? Chết. Lỡ bắn xiên có lông vô trong á. Lông nó xiên vô thịt á. Con kia lông sống được mà cái con này. Con kia nó đến cổ được á. Ghê ta. Rớt nữa nè.
Nhổ lông anh nghe. Lên đồ nhồi rồi, rồi nghỉ. Nhổ lông làm sạch con chim rồi làm chín con chim mới được vô đây ăn nha. Cầm vậy nè. Vô lại cái nè, 2 3 vô. Xuống rồi nè. Nó mới đi đám nhà vô bữa nè. Cận mình là chơi tới bến rồi. Có bằng chín rõ ràng rồi. Mệt, trời ơi trời. Hết cái rồi á. Nào không? Tới chim. Tới chim. Tới chim à. Chán rồi chứ. Nói bắn nướng cho anh Hoàng ăn rồi. Gì hết cái rồi á. À? Bệnh chứ. Đi có rồi. Cái rồi nhỏ ông nội ơi. Bắn được 3 con nó mới ăn á, 2 rưỡi à. Còn chưa lại nữa con à. Tại ông bắn không nói, không dám nói chứ. Cô làm đó. Cô làm con chim chim lông này. Lên. Hử? Lên luôn. Xuống hết chưa? Chưa mà. Tóc hoài xuống lên chạy. Làm chén cháo đi Út. Chưa xuống chén. Cháo ngon, cháo vịt ngon. Xuống chén chứ rồi. Đưa mốc về chạy. Ừ. Nè, vô cái nó chết đây. Anh em ở vô, nha. Quanh chú chi. Rồi. Vô. Vô. Mời bắt ngạc cho Út gửi đây ra. Có gì chưa nói. Trời nắng mà cá nướng rồi vịt với cái bia này. Lên ký nữa nè. Cậu à. Nướng như cá vậy á. Nướng nguyên con vậy nè. Đâu nó xì mở cái còn nước trong á. Gấp lần nướng nguyên con luôn. Đúng không? Nguyên con nè. Gấp lần nguyên con. Hết chơi con chim nữa. Kè vừa xuống chim là cái con mắt đẻ xuống cái vỗ nữa. Giật mắt nè. Kè. Bữa nay có chồng tài biên đó mà còn không kịp nè. Camera quay. Cái nào mà có đấy. Vỡ gì bị nhét ớt hoài là gì đó. Thử thách lát ơi. Thử thách lát ơi em không? Đứa sao? Quang. Đấm lo không em? Nhậu với... Đấm. Thử thách lát ơi. Gấp cho ổng hút thách lát này. Nên. Nên. Dễ cho ổng hút thách lát ơi. Bỏ dĩa qua nè. Lấy ly. Bỏ ra được không? Lâu mày lâu. Ông nên ông ăn mồi chứ có huy chương luôn kìa. Ông nên ăn mồi. Rồi ai? Ông nên ăn mồi chứ có huy chương. Huy chương ăn mồi. Cái này là do khán giả bình chọn nè. Đúng rồi đúng. Khán giả bình chọn. Bên công an phường cũng bình chọn. Dễ cho phát mồi à. Nhá bữa cá chiên à. Đang cho ăn cơm chim vườn đóng á. Vô nè, 1 2 3 vô. Vô. Nên nè không lo gì không? Làm ơi. Vô chứ Ngọc làm cho lo chứ Ngọc. Làm một lon thôi. Ta vừa để tối. Lon này lon nhỏ mà. Lon nhỏ. 200 mấy. Hôm làm 18 lon đó, lon này nè. Tại nhà mặn quá. Tại nhà mà. Trời ơi, tối làm cũng 2 tầng mấy rồi không? Hay gần hết luôn rồi. Không mà bỏ làm đặng cái nắp có vậy. Vô, 1, 2, 3, vô. Trời ơi. Vô ly nha. Khỏi công rửa nữa. Rồi xong cái quăng cái bờ bậy cháy bà đụm lên quá. Bà dưới cửa. Bán được tiền nữa chứ. Đây có cái gì mà không ăn quăng tôi nha. Mấy cái này ra sao lấy. Cái gì chơi quăng tôi nha. Chơi chắc rồi. Phao câu rồi hả? Có chạy nữa. Anh quăng không phao câu không? Im im im. Dứt đi. Chính gì chính trời. Khoái ăn dịch xiêm mà không phao câu rồi sao chạy? Bỏ bộ xương lại chết luôn. Ăn gì đi ta, đủ thứ mỡ biết ăn gì. Làm bay con cá lóc này. Bay con cá lóc à. Đủ thứ hết chứ biết ăn thích gì. Thích đủ thứ à. Ăn gì đi ta. Khoái đủ thứ. Khoái đủ thứ luôn, biết ăn gì luôn. Đại đi khúc đó của tội vẽ đó, nguyên con đi. À. Cá rô đồng. Cá rô câu ngoài đè mà nói cá rô đồng ta cũng không tin. Cá rô đè. Cá rô sông. Cái gù xong nó cái gù đồng cũng chịu. Được mấy con đó hả? Sao mấy con? Con dính cá này luôn hả? Dính cá lóc luôn. Nãy có chục con mà. Có chục con. Cậu dính cá lóc luôn á. Em câu dính cá lóc đó. Này ăn cá gù phải ăn cá lóc cho nó đều. Lóc ăn hoài ngán rồi. Trời ăn dữ con á. Đâu ngán của gì đâu ngán. Bây giờ con cá hiếm chứ. Dạ em cãi. Để không để em ăn cá lóc chị ăn đi. Con gọi cho cá lóc con hoài ngán. Vô. Dạ. Hả? Tăng làm. Tăng bỏ xương đó chứ đâu. Đâu làm thử ơi, gỡ khúc ăn thử ơi. Khúc luôn, khúc ăn không xương. Không, ít thôi. Đâu nguyên khúc hai lớp không xương. Cái này mà lớp canh chua bạc hà nữa anh. Rồi bữa nào chị chế làm thôi.
Ừ. Nấu bỏ luôn. Nấu dao dặn cái này mua là cái người nấu ăn chú ăn kia kèm. Cái đó là dặn là để cho nó dai, càng dặn nhiều càng tốt. Như đánh dãy xong mình dặn nha, mình phan áo mổ nha. Ông Tịnh thì đi cuốn, cuốn là khác nữa. Cuốn ăn cũng còn xương à, nó chỉ sắp xương thôi. Kìa anh Quang kìa, gấp ống miếng coi. Sao chứ Ngọc, dai không? Chưa. Con cá này muốn dai nữa, bỏ vô tủ lạnh cả ngày. Phình thịt lên. Nó phình thịt lên. Nó không bị hôi nha. Một ngày là không hôi đâu. Một, hai, ba, vô. Té cái bạch xuống mà nghe cái ốc nữa. Trời ơi, bữa nay không nhắc ớt ông là ông hên nữa đó. Chặt đi, chặt cũng quá trời chặt đi. Này, đại đi. Đại hết đi. Ăn đến ra mấy câu chửi không, không biết sợ. Em biết chế của em thích chị gì chứ. Chị hả? Ờ, ừ, thích đeo vàng thích, biết không? Không, không thấy bà đeo. Dạ, anh đâu đeo. Bà thích. Củ tỏi nó bán hết trơn rồi, lấy gì đeo. Đi cho bù chia, đi cho bù chia mấy lần cũng dọn hết trơn. Nó mượn chút về trả. Của tội nó bán ủa không phải bán, bỏ ông bớt mắt tiêu hết đêm rồi. Đợi ông kể mắt gì cho mở nó bán cái gì. Tao nó gãi rồi kia. Gì quá rồi. Gãi ba nào. Đi, đi. Làm miếng quyết đi, quyết đó nãy có pha. Pha không? Nãy nãy giờ cũng hết rồi pha vậy. Cái này mà Goofy mà coi được clip này Goofy đổ hơi lử rồi. Nãy mấy vị, nãy mấy vị đừng có pha nước. Quyết pha ngon quá, đẩy sạch không đó chứ rồi. Sạch quyết luôn rồi. Bành luôn. Đây bữa nay bữa nay mùa này chưa có gom, chơi cá nướng lá dừa. Phải nướng gom nha. Ngon ngon không? Hết biết ngọt rồi, hơi mặn. Này hơi mặn cái gì? Hơi mặn. Chưa chấm hả? Chưa chấm hả? Còn cái xương không kìa? Cháo mày múc cháo ra. Chạy đồ cây cháo nè. Làm đi, làm đi ha. Đây. Mời, nghe, mời cả nhà dùng dùng cái gô mề nó vô. Con nghe. Cá này nãy giật gãy tàu lá nè các bạn. À, trời luôn giật. Giật hai cái hơi như đám lá luôn. Kêu rồi, kêu giật nhẹ nhẹ giống cả anh Quang vừa rồi. Cái miệng mớm này, con cá miệng mớm là cái này nè. Cho ừ. Nhà khác đen nè. Đổi lại. Mớm nè. Dễ đổi. Xã anh coi clip nói thằng này vô. Nó không có đi học rồi ha. Cái chỗ nào của nó. Chết con, vô vô đặng chứ nghỉ nha. Vậy đó, dạ, 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 năm nào đấy. Thấy nó đi theo củ tỏi rồi nè. Nó đâu mà đâu đi học rồi. Đâu, học đại học rồi. Ra trường này, ra trường mấy năm đang thất nghiệp. Đại học mò cá. Nó học lớp 4 à. Uống quen nó ngọt nó hơi. Nó ngọt. Cái nó không có đá, uống cái nổi ra hai lon rồi bây giờ ngủ rồi đó. Để ăn lát nha. Ủa. Sáng già hả? Không, nó không da gì quá, quăng qua chú. Không ăn xương nữa phải không? Chứ nghĩ nha. Ê, không ăn xương quăng qua chú luôn. Dạ, ăn cái xương ăn rồi quăng qua. Phải phải. Sao bữa nay cái khóa ăn cá nướng vậy ta? Ngọt thiệt chứ. Này có gì miếng dưa leo và chua một cái. Bữa nay không có miếng rau luôn trời. Bức mẹ mấy lá nhào nhầy gặm gặm. Ê, thôi chỉ mình xin dưa leo. Còn cái tủ con vậy? Bởi vì sáng có mua. Xin về trái. Đừng la lớn. Đừng la lớn. Lớn địch phát hiện. Địch luôn ở quanh ta. Đừng có khinh địch coi chừng bị mang địch đi. Cá rồi nó cuốn với cải với rau nó ăn thấy đã. Miệng nó ăn thấy đã lắm. Mấy em nói chung là cái gì cũng gì á, ít có chuẩn bị trước lắm. Chơi có gì nấy à, quốc đại à, ít có chuẩn bị. Ngẫu nhiên à. Bỏ mò về bỏ chết chơi nó ăn đâu. Không có clip quay. Mới đăng hôm qua vậy. Cá lóc á. Đâu có ai ăn đâu rồi bỏ chết trên. Bữa nay nó chạy qua đem gì. Cá cồn á, cửa chị. Nè nè. Đây. Cắp ra. Không nói, nói nhậu có miếng. Trái cây, trái cây. Món này món cuối đó, về luôn đó. Cặp đó, cặp đó là đi về luôn đó. Cái món là món tráng miệng rồi phải không? Cặp đó là ăn tới đi về. Em phải có nói ông ăn cái này đi ăn xong rồi đi ngoài nhậu đi. Đi ngoài đi. Không phải cái này. Để dành cho vợ.
Đi ghê đồng hồi được thương vợ quá. Bỏ nè, bỏ nè, bỏ nè. Bỏ ốp lạnh mới đi. Ốp lạnh, ốp lạnh. Bỏ đại chậu hết đi. Mẹ hết đi. Đem lên bọc luôn đi. Nguyên cái tủ lạnh luôn. Đổ vô coi cháy rửa cái đầu dục ra. Có muối luôn nè, hồi ra khỏi chấm muối. Rồi chấm có muối luôn. Bữa nay mồi cũng mời bán không nha các bạn. Cái nhà lá dừa. Cái nhà lá dừa có gì ăn nấy nha. Dịch sim thì cũng của nhà luôn mà nhà ta. Có gì lên nè. Đến. Ừ, rất ngon. Dọn cái đó mà mệt đi. Tới cục thịt. Dạ dạ hôm nay là dục ở đây nghe. Còn nhiều lắm. Thịt cũng mang luôn. Chết nhỏ luôn. Một phòng mấy đây tính đi. Phòng từ rưỡi. Phòng ướp nhỏ. Nè 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 Tăng. Đó để chịu. Vậy đó hả? Vậy ướp tới vậy. Vô rồi mới uống nữa. 1, 2, 3, vô. Từ từ có 4 cái đũa nè. Không kịp. Buồn nói. Buồn đũa kịp. Buồn đũa ối. Ai nói vậy? Dạ bỏ cái tay xuống là bây giờ ối liền bây giờ nè. Thôi kệ đi nhậu mà ăn được uống được thì cũng ok. Đâu ai dám ăn sức môi đó. Ừ nó ngọt nó béo. Ủa còn say cua đó hả? Ừ. Còn có sức môi. Ừ nó béo. Bữa nay tao người không cuối cùng cũng xuất được hai trái. Ở nó phọc luôn rồi. Đến đâu là bữa nay là chết luôn. Ba chờ đã. Dắt này uống. Ông lên cao được mấy con ta? Một con mà. Như con thắt lát không phải không? Như con cái con bự nó vậy. Con chưa ăn nhiều vậy. Ăn từ lứa chứ anh trời. Vậy là ăn cái lắm. Kệ có gì leo ăn leo thôi. Cái này béo thiệt chứ. Béo mỡ luôn à. À. Cái cục thịt này mới ngon nè, nó. Ăn cái xương xong rồi uống bia rồi mới tới cục thịt nha. Ăn cái xương xong, uống cái cục thịt uống bia. Hôm nay đi ông dịch kẹo bên kia. Để ăn rủ. Mà thu chín. Để ăn rủ. Thu chín là vô luôn rồi. Để ăn rủ một bạn lại lại bao mồi hết rồi. Có chuyện. Chín với cái hành ra vào. Của Việt Nam rồi có đó. Bà số 6 chứ bà số 9 vậy? Bà số 6. Đúng không? Bà số 6. Bà hổm củ tỏi ngồi cái thằng nào chụp hình đó rồi quảng cáo này ổng được mấy trăm triệu đó, đó mà. Tại nhà luôn á. Tại nhà luôn á. Ngồi đi anh. Tự nhiên nha anh Quang ơi. Tự nhiên rồi. Okay. Mấy anh em nói chuyện chơi không mà có gì hết. Vui rồi. Đây là biết rồi đó. Ừ. Vô vô này. Đây tầm mới thánh luôn. Vô. 1 2 3 vô. Vô. Chị Ngọc đâu? Khui chị Ngọc. Còn số, còn số. Còn hả? Yếu thiệt. Kỹ thiệt tính mến. Vô. Câu nào cậu cũng dính vô. Tội nhiên. Con tỏi đi con cái ta còn yếu. Thấy gì đó thải gì mình chưa rành đúng không? Như vậy mấy cái phái mà anh nó phái. Chứ cái vợ là phái mà không thấy bỏ vào chúng ta. Hết thấy đường rồi, không thấy gì đâu. Ê, gì quá, ba thằng quốc cái đen thằng chín lon đó, xin nhê đâu. Đâu đi quánh bây giờ được nữa à. Bây giờ phải nhắm rồi phải không? Nhắm gì nữa là nhắm, mở rồi không thấy nhắm. Đợi cái quýnh đi về đâu hả? Trời ơi, cơ 1, 2. Nhê. 2, 3 dữ lắm rồi. Hứng hứng là cơ 30, 40 lắm mà hồi đó vẫn hứng rồi chưa? Chưa. Chưa hứng hả? Đứng dữ bẹt hả? Chơi quánh uống nước rồi không có chạy. Độ nào cũng quýt em cơ là cỡ 30, 40 có. Ồ ghê rồi. Chưa hứng. Rồi đó giờ chưa. Đổi cơ khác nè. Cơ màu à. Cơ màu. 30, 40 chứ không có giờ đổi cơ khác. Thầy đâu. Có ghê chưa? Có ghê chưa? Ông khầy. Ông khầy đâu có dạ có ghê được. Ông khầy đâu có ghê được. Ông khầy thích nửa món hay chứ mà thích nửa thứ hả? Hình như nói với anh Khải chung một đứa. Phải không? Rồi. Đùng băng mà. Phải không? Có không? Chúng cháu đừng quýnh lộn nha. Ăn cá nướng không? Bỏ cá vô thành cháu cá cũng được. Lại chút xíu nữa hả? Lại chút xíu nữa hả? Không kể đâu. Không kể đâu. Được đâu đố vàng không à? Mày thấy cái quy trường chào bá đó không? Quy trường chẳng mấy học đại. Để đi. Kiên Giang Mãi Đỉnh. Đây kêu bằng Kiên Giang Mãi Đỉnh. Buông đũa ra ối. Buông đũa ra ối.
Vô. Kỳ á, hết bia cái trong mặt mà buông rửa thôi à. Vô. Hết bia không đưa vậy chứ. Xui gieo nữa được. Lo cái tàu lao gì không à. Vậy. Bia trúng vô đỉnh đó. Ta là thì có bia trúng. Đó, vô. Vô. Bia này cứ tăng đem vô mà. Ủa, anh mua nè, Hoàng mua. Trúng nè, mỗi cái mỗi trúng luôn nè. Thôi bóc nè. Hôm nay là thùng thứ 6 đó. Qua giờ lụm 6 thùng rồi đó. Lúc này cái miệng đắng chàng, ăn không được chứ. Vậy gì hết nhiêu đây? Ăn không được chứ. Xương ba xương nhả trơn. Nhả xương cảm giác cái gô ăn từ đây lên tới đây tự nhiên nó khựng lên. Đi đi khám chung với nên ổng cũng vậy, triệu chứng nãy giờ triệu chứng kỳ lắm. Cái lóc ăn từ dưới đây lên tới đây cái ngừng. Sao ăn mấy chỗ nè nè nó đắng quá trời. Ăn chung xương mối kìa. Mà ổng có cái tạc không ăn da bậy đi bậy. Còn cá nướng cái da nó thơm lắm nè. Được, bảy vậy. Cái rồi. Ăn xương luôn có anh xiên nội. Ăn xương có anh xiên kìa. Có sao không nó ăn da. Không ăn da. Tùy con phải không? Dịch. Tùy con không ăn không? Có ăn được con không? Cá ngọt ha. Cá ngọt ha. Ngon. Em thấy rất hơi nhiều nó chắc mặn. Vậy con nha. Đâu. Đây nè, con già bá nè. Con nào con nó chạy mới mớm gì đâu. Thôi, cái nguyên nó ăn. Bẻ cái đuôi cho anh Ninh kìa, đuôi cái lóc kìa. Bẻ cái đuôi với cái đầu được rồi. Cái đuôi cái lóc kìa. Thôi được rồi, đừng. Anh Ninh phải ăn cái đuôi lắm. Đuôi cái lóc. Bẻ nữa, đừng bẻ để sống dịch ra. Ừ, bành nó chẳng hãn ra. Bành đúng rồi. Tôi gạch từ trên gạch. Em ăn con tử mà. Con cá đồng mà tụi đó giờ mà tụi mở không? Nó mở không? Đen mà phương miền Tây rồi, rụng nó rẻ một cái ha. Thấy cái thịt nó đắng chát ha, rồi đầu nó kẹp. Cái đầu mình nó trời ơi. Ở đây không có kẹp cà cải nhưng quắn nó chuối không anh ơi. Quắn cái khúc vậy đó. Đồng, đồng thấy mẹ ăn thấy. Con có đồng dẹt ra còn cái con viên thấy đang. Ở đây cái ghẻ ăn cái ghẻ chứ không dám kẹp anh ơi. Kẹp qua nè thẹo dít con kìa. Nè không phải bị đo đường đâu mà bị vụ cái vụ mà cuốn bánh tráng rồi đó. Củ tỏi ở đây mình nó không ăn chuột luôn. Chỉ còn lạc là chấm muối thêm nữa kìa. Em chuột cái chó. Mặn đã nói mặn rồi. Chấm muối con mẹ gì không biết. Anh con gì anh cũng ăn mà sao con không ăn. Thử nha. Con mày nó đắng. Cái này thử nha. Không thiệt không? Hết luôn, hết luôn. Bác sĩ dạy ăn sạch uống sạch. Không chừa bác sĩ dạy. Phải gì nữa ăn tôi không hả? Thấy mấy chục chả mình thấy đó chưa nổi luôn. Không ăn giống mấy thằng kênh bên Trung Quốc. Mấy chục đó mình mua cho nó cậu cống béo đây. Mấy em cậu hơi khéo nè, da dẫy đầy đủ. Vừa ăn. Vừa ăn không? Vừa ăn. Không đáng à. Ngon không? Cháo ngon không? Chấm muối thêm nữa được. Ok. Cày. Ủa rồi ở bản cà lượt mới hư cái gì rồi, cái đầu không cậy. Quên, không, quên tại lúc mà xuất gia là cái tóc đâu có chảy đâu, quen. Nó mọc rồi. Mọc rồi cũng quên luôn. Chưa chắc nào hơn nào à. Chưa chắc nào hơn nào đó à. Uống thuốc rồi thầy ơi. Không. Chút xíu có qua đem dạy viên cho nên nha. Bươn cái cục thịt ra rồi cái là nó hại liền á. Tao cho ăn cho bộ chứ chắc anh có ghệ rồi. Rồi. Thấy anh vậy. Rồi. Chưa. Rồi. Anh kết em rồi đó. Vô. Vô. 1, 2, 3, vô. Đợi ông thầy hết chén cháo ông thầy nó bậy cho tôi. Tính nói rồi đó. Môi dịp tính nói rồi đó. Sửa mà tướng rồi đó, tính nói rồi. Chưa, để chút xíu à. Có cái dấu nói rồi đó. Trời ơi, trời dài rồi, chết bà ông thầy. Chết, ăn khúc thịt mà cầm mà gì, nhéo cái đó nó chịu không nổi. Nóng ngực quá. Tính tóc y vậy. Ăn tính sức mà hôi được cái áo luôn. Chứ rằng thầy con thịt thấy trơn xương mới đúng nha. Thầy đúng thầy đâu phải đâu phải xương mới đúng nha. Thầy biết đâu mà bản đúc nó thử. Thầy thấy căng da bụng nó kìa.
gió ông thầy thích đủ thứ. Mua đồ ăn là cho ông phái phái. Không chỉ lợn là mút mút. Thì bãi kế hoạch. Bãi nào? Bãi rập tầm hẹp. Kê cho nó ngồi kìa. Ủa Linh trời mới nhắc ra trời. Con ra đi em mưa ăn mặn mà nói bậy thì bạ không. Ê cái chỗ của mình nha bạn. Đó ta chịu rồi cho đang thấy. Quýnh luôn á. Tụng giờ ta nóng rồi quýnh. Chỗ nào? Chỗ nào? Tắm chỗ nào? Tắm nào? Ông nội. Ủa làm nó chấm gì nữa? Nãy giờ thấy cũng mặn rồi mà. Nãy thấy cũng mặn rồi chấm gì nữa? Giờ chấm góc mặt vô một cầu. Đúng không? Sao ông nên nóng ăn mặn quá, gì cũng mặn hết chứ, không còn chấm nữa. Dạ. Bên đây nãy giờ có ăn được cái lóc gì đâu mà ông múc nó chấm. Đâu gì đâu chấm. Nãy giờ có ăn được miếng lóc nào đâu mà chấm. Phải chi gấp cá qua cũng đỡ, đưa nước mắm mà có cá nào ăn. Bỏ đại lên nhiều tôi đâu ăn cái nướng đâu, đại kia đi. Để đây. Tôi đâu ăn đâu. Không có đó để chấm mặn rồi vậy. Vô. Lấy cái cá vào đây đi. Ghê vậy. 1 2 3 vô. Hết lâu này nó cách giọt quá. Ừ. Về không hở con cậu nó cứ đi cầm ha. Ủa quên vậy. Tới 18 liêu. Thánh thần lúc này tu nữa vậy. Thu sao không tu? Không tu bị cạo đầu sao? Nó đi rồi, nó đi đám cưới rồi em nội ơi. Đám cưới bên Thịnh Hoài rồi. Đám cưới nhà Hoài gì đó đó. Bữa nào mà không đi. Nói gì miệng. Đi mới luôn đi. Nó đi tối ngày. Không bắt ăn chung, ngủ chung, nhậu chung, F0 luôn. Không bị mà. Mấy đứa ngồi ngồi đằng bàn bên kia vậy. Đi thôi đây mình xài cái đó chịu rồi. Đến tôi với dâu là hai dâu ơi. Đi thôi ấy ra là hai đứa mới buông cái lộ bãi dưới đây. Dưới cục luôn hả? Phải gì theo á sao mà buông ra ngoài. Rồi. Tránh hơi sao mà chọc dính. Chứ đây điện thoại này mà theo nó. Thôi đây, gọi đi vô cái kết thúc nha. Đúng như vậy rồi, chứ có gì. Một. 2 3 vô. Hai chào cả nhà nha. Sau một cái buổi đi câu cá thì mấy anh em cũng về thưởng thức được những món như cá nướng, vịt xiêm rồi tàu lưới chứ. 1 2 3 vô. Hy vọng cả nhà mình xem clip giao lưu cùng anh Quang ở Sài Gòn và anh Phong ở bên phường 2. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Giờ clip đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trên kênh Cá Năm TV trong những clip mới nha. Giờ giải trí nha nhà, giờ bye bye nha ơi. Đó, bye bye. Hẹn gặp lại những hình ảnh mới trên kênh trong những clip mới nha.